Rồi tự nhiên đang làm với chừng ông quả quả, ông đứng lên ông đòi về là sao vậy? Làm gì làm mới cho tao biết lý do chứ. Ông chán tôi chứ gì? Tôi không có chán gì hết trơn á, nhưng mà tôi nói cho em nghe nè thiệt á, em bỏ cái nghề của em đi, lương ba cọc ba đồng có gì đâu mà đam mê như vậy hả? Tự nhiên cái gì không làm đi làm trà chanh giả tay đó, bây giờ tôi nằm ở đây nè đó, em giả em vuốt từ từ thôi, em làm cũng lột dên chứ, tại em quen tay rồi, em xin lỗi. Không có lỗi phải gì hết trơn, tôi thiệt với em luôn, tôi mà còn ở đây nãy giờ thiệt á, còn miếng da không lột miếng da luôn á. Hồi lúc trước á em làm nhẹ nhàng bài bản lắm, từ ngày mà em bước vô cái nghề mà trà chanh giả tay á là tôi thấy là khó chịu trong người. Mỗi lần em cầm á là em tưởng tượng cái đó của tôi như cây cọc vậy á, rồi ở dưới là hai trái chanh đó, mỗi lần em vuốt cái tôi nhăn mặt cái. Rồi có vậy thôi mà ông đòi bỏ tôi ở đây mình nên á hả? Rồi mấy lần ông cũng giỡn với tôi đó, ông thọc cái miệng vô ông thổi đó nó mát lên tới bao tử luôn rồi sao. Lúc á làm ta được á ta làm lại quạo. Ủa em nhớ đây, em nhớ kỹ lại đây, lúc đó tôi thổi á em cũng cười chứ bộ, nhưng mà lần này em làm tôi đau tôi mới quạo. Cũng may á là tôi không có gắn bi á, không thôi là nãy giờ bi nó văng tùm lum rồi đó. Cái nghề xúc cắt là cái quan trọng nhất, còn cái kia là chỉ kiếm tiền thôi, em hiểu không?